Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Nhân dịp năm mới, xin kính chúc quý vị và gia đình một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Quý vị thân mến, ngày Tết là thời điểm cực kỳ quan trọng của năm. Ông bà ta vẫn quan niệm trong những ngày đầu năm này, nếu có được may mắn thì cả năm đó sẽ được suôn sẻ và thuận lợi. Và để cầu mong cái sự may mắn đến với mình thì hầu hết mọi người đều chuẩn bị thật chỉn chu và toàn diện nhất trong 3 ngày Tết. Trong đó có việc lựa chọn các loại hoa quả trên mâm cỗ quả ngày Tết. Các cụ vẫn nói, có thờ thì có thiêng, có kiêng, có lành. Theo các chuyên gia tâm linh ý, thì cái bàn thờ ngày Tết chính là cái nơi quy tụ tài lộc và là cái yếu tố quyết định về tiền bạc của cải của một gia đình trong cả năm đó có được thịnh vượng, phát tài, phát lộc hay là không. Chính vì vậy, cái việc lựa chọn cái quả gì để thắp hương lên bàn thờ ngày Tết luôn là cái mối quan tâm của rất nhiều gia chủ. Đặc biệt là với những gia chủ coi trọng cái nghi lễ, lễ bái cũng như cái việc thờ cúng. Việc chọn đúng được những loại quả thắp hương ngày Tết không chỉ mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho gia chủ, mà nó còn góp phần tạo nên cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn nếu lỡ mà thắp hương vào những cái loại quả đại kỵ thì không những khiến cho gia chủ cả năm đó bị xui xẻo bủa vây, mà còn khiến cho gia đạo bất an, làm gì thì cũng bị xui xẻo, thậm chí còn bị tán gia bại sản. Và sau đây là những cái loại quả tốt lành mà quý vị nên lựa chọn trên cái mâm ngũ quả ngày Tết để có được một năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài phát lộc. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Muốn tài lộc như nước, trên bàn thờ ngày Tết Nguyên Đán bạn nên có 10 loại quả sau đây. 1. Nải chuối. Đây là loại quả phổ biến nhất, thường được nhiều người và nhiều gia đình chọn để thắp hương ngày Tết. Và khi chọn nải chuối, các bạn nên chọn những nải chuối còn xanh. Màu xanh thì được coi là hành mộc. Nó mang cái ý nghĩa như là cái bàn tay ngửa lên để che chở, để nâng đỡ, đem lại cái sự bình an, sự sung túc, sự đùm bọc và sự gắn kết cho gia chủ. Chuối trong phong thủy còn mang ý nghĩa là cái sự thu hút, vì vậy nó cũng hay được dùng trong cái việc thờ cúng. Tuy chuối là một loại hoa quả tốt để cúng dâng, nhưng mà trong một số trường hợp như là đi tảo mộ hay là trong tháng cô hồn thì mọi người cũng thường tránh, không nên dùng chuối trong cái trường hợp này để tránh gặp phải những vị khách không mời mà đến. Đó là quả đầu tiên. Thứ hai là quả dứa. Quả dứa của miền Bắc hay còn gọi là quả thơm đối với người miền Nam. Người Việt Nam khi chọn trái cây làm lễ vật dâng cúng ấy thì rất chú trọng đến cái tên gọi của nó và cũng như là cái ý nghĩa của loại quả như thế nào. Chẳng hạn như trong tiếng Hán thì dứa phát âm nghe như từ may mắn. Vì thế, dứa đã trở thành một biểu tượng trong phong thủy truyền thống cho sự giàu có và cho sự may mắn. Và khi chuyển nhà ấy, thì nó còn là một cái loại trái cây cần thiết phải chuẩn bị trước. Bởi khi đến một nơi ở mới thì gia chủ sẽ mong được cuộc sống là có thêm nhiều cái may mắn, bình an cũng như là mang nhiều cái tài lộc hơn cho gia chủ. Thứ ba là quả dưa hấu. Dưa hấu với vỏ xanh, ruột đỏ sẽ mang lại cái sự may mắn. Quả dưa hấu căng tròn mọng nước, ngọt thanh, tượng trưng cho sự sung túc và sự căng tràn sức sống. Hiện nay dưa hấu ruột vàng cũng đã được lựa chọn nhiều vì cái màu vàng của nó cũng mang lại cái sự may mắn. Đồng thời đó cũng là cái quả quý được dâng lên vua trong những ngày Tết. Dưa hấu dâng lên tổ tiên để thể hiện cái lòng tôn kính của con cháu lên ông bà với những người đã khuất. Dưa hấu là quả thể hiện cái sự đoàn viên, ẩn chứa cái tình cảm của người thân, của gia đình trong từng cái hương vị ngọt ngào. Dưa hấu cũng là cái loại trái cây thể hiện cái sự may mắn, tài lộc của mỗi gia đình. Trong cái ngày Tết cổ truyền, người xưa vẫn quan niệm rằng cái màu sắc của dưa hấu trong ngày Tết thì tượng trưng ít nhiều cho cái sự hưng thịnh của gia chủ trong cái năm mới, là quả bói đầu năm của mọi nhà. Dưa hấu đầu năm mà đặc ruột, màu đỏ tươi, mọng nước và ngọt lịm thì báo hiệu cả một năm đó là một năm may mắn tuyệt vời với gia chủ. Ngược lại, những quả dưa hấu không may mắn là những quả dưa mà đã úa vàng, ruột không đặc và màu không đỏ, ít nước và không ngọt. Vì thế, chọn dưa ngày Tết cũng là một trong những cái điều quan trọng mà cần phải chuẩn bị trước, chuẩn bị chu đáo của mỗi gia đình. Bạn nên chọn quả dưa hấu vỏ xanh truyền thống để dâng lên ban thờ ông bà tổ tiên. Và đặc biệt, dưa hấu trong dịp Tết 2023 này lại càng phong phú và đa dạng với nhiều loại chủng loại và màu sắc khác nhau. Có dưa hấu thỏi vàng, dưa hấu thỏi vuông, dưa hấu tròn được khắc chữ phúc lộc tài hoặc là phúc lộc thọ in nổi trên vỏ dưa. Các quả dưa hấu được khắc chữ thư pháp và nghệ thuật. Với những hình ảnh đẹp mắt này thì ý nghĩa cũng được nhiều người tìm mua để trưng bày trong cái ngày Tết Nguyên Đán, ngày Tết âm lịch. Thứ tư là quả lựu. Bởi vì quả lựu có chứa nhiều cái hạt mọng nước và ngon ngọt nên nó tượng trưng cho cái khả năng sinh sản. Đây được coi là cái biểu tượng văn hóa thúc đẩy cái vận may về con cái. Với những cặp vợ chồng hiếm muộn thì trái lựu được coi là một trong loại thuốc có khả năng giúp vợ chồng mau chóng sinh con. Lựu cũng tượng trưng cho cái hạnh phúc trong gia đình và cái sự may mắn cho con cháu của một người. Các chuyên gia phong thủy thường tư vấn cho các cặp vợ chồng mới cưới
nên là trưng bày một ít tác phẩm nghệ thuật gắn liền với hình ảnh của quả lựu để thu hút cái sự may mắn sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh và gì? Tài năng. Đó. Đó là quả thứ tư. Và quả thứ năm đó chính là quả nho. Ở trong phong thủy, trái nho tượng trưng cho cái sự phong phú của thực phẩm, có ý nghĩa là một cái sự phong phú về của cải vật chất. Nho thì đại diện cho cái sự thành công đang hiện hữu trong gia đình. Vì vậy trong các gia đình thì hình ảnh trái nho rất phổ biến. Đôi khi nho cũng được sử dụng như là một biểu tượng trong phong thủy, giúp hóa giải các vấn đề về sinh con, cũng như là một phương thuốc hóa hung thành cát. Thứ sáu là quả đào. Đào là một trong những cái biểu tượng của cây phong thủy phổ biến nhất. Nó biểu tượng cho cái sự trường thọ và sự bất tử. Đào cũng được biết đến trong phong thủy như là một cái loại quả của thiên đường, vì nó nổi bật trong nhiều cái truyền thuyết của Trung Quốc kể về các vị thần bất tử. Đào có liên quan đến sự giàu có, sức khỏe và sự phong phú và tuổi thọ. Trái đào cũng được biết đến như là một cái biểu tượng phong thủy của tình yêu và trong hôn nhân. Và trong phong thủy thì khi mà nói đến cái sự may mắn trong tình yêu thì người ta gọi là đào hoa. Đấy. Kể về cái sự may mắn trong tình yêu, đó là quả thứ 6. Và quả thứ 7 không thể thiếu được đó chính là quả cam. Sự phổ biến của trái cam trong các ứng dụng phong thủy truyền thống cũng rất được giải thích bởi vì cái sự tươi mát cũng như là cái chất lượng của màu cam. Với biểu tượng của một loại quả trong phong thủy, người ta khuyên các bạn nên đặt trái cam trong cái phòng khách hoặc là trong phòng bếp để gặp nhiều cái may mắn, nhiều cái thịnh vượng, và đặc biệt là trong những ngày Tết. Người ta tin rằng cái trái cây có mùi như là cam, quýt, chanh thì có thể xua đuổi những cái xui xẻo, nên là nó thường được dùng trong các ứng dụng phong thủy truyền thống. Thứ 8 là quả thanh long. Đây là một loại quả thường được sử dụng làm lễ vật dâng cúng cho các vị thần linh, gia tiên mà nhiều gia chủ lựa chọn, nhiều gia đình lựa chọn. Bởi thanh long mang cái ý nghĩa là rồng mây hội tụ và biểu trưng cho sự cát tường và thịnh vượng. Ngay cả màu của quả này thì cũng mang đến cái sự tươi mới, sự vui vẻ, nên khi dùng để thắp hương vào những ngày Tết sẽ rất tốt cho gia chủ. Thứ 9 là quả đu đủ. Ngoài những loại trái cây trên thì đu đủ cũng là cái biểu tượng của sự đầy đủ, của sự thịnh vượng. Những gia đình muốn con cháu sum họp vui vẻ thì thường chọn loại quả đu đủ để làm lễ vật cúng dâng vào những ngày Tết, ngày rằm, ngày mùng 1. Và thứ 10 là quả Phật thủ. Trong những năm gần đây, quả Phật thủ trở thành một trong những cái loại quả được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn để thắp hương vào ngày Tết, ngày rằm, ngày mùng 1. Cũng như là gì? Nhiều cái lễ quan trọng khác. Quả Phật thủ thường được đặt ở trung tâm và ở nơi cao nhất trong một mâm ngũ quả, mâm trái cây. Theo quan niệm của người xưa thì Phật thủ là loại quả dùng để thờ Phật và gia tiên vì nó có mùi thơm quyến rũ, tác dụng là lưu giữ thần Phật và gia tiên lưu lại trong nhà lâu hơn để phù hộ cho con cháu. Ngày nay thì cái tên gọi của loại trái cây này thì cũng thể hiện được cái sự nâng đỡ, sự che chở của Đức Phật dành cho gia đình, giúp mang lại nhiều cái bình an và may mắn đến với gia chủ. Đó là những loại quả may mắn mà nên thắp hương trên bàn thờ ngày Tết. Quý vị thân mến, trên đây là những loại hoa quả cắt lành mà thường được sử dụng để thắp hương trong những ngày Tết, giúp mang lại nhiều may mắn và bình an cho gia chủ. Thưa quý vị, trên bàn thờ ngày Tết của cả ba miền Bắc, Trung, Nam thì thường được bày trí với rất nhiều cái nghi lễ, lễ vật khác nhau, tùy theo phong tục, tùy theo tập quán của từng vùng miền. Tuy nhiên, thì dù ở vùng nào đi chăng nữa, vẫn không thể thiếu được cái mâm ngũ quả của ngày Tết trên bàn thờ gia tiên. Mâm ngũ quả được xem như là cái biểu tượng cho thành quả của một năm lao động mệt mài vất vả. Những sản vật này là cái sự kết tinh từ mồ hôi, từ công sức của gia chủ sau một năm chắt chiu gom góp, thành kính dâng lên ông bà tổ tiên. Và để không phạm phải những sai lầm đáng tiếc khi trưng bày mâm ngũ quả, thì quý vị cũng cần phải lưu ý những cái điều sau đây. Những sai lầm khi bày cái mâm ngũ quả, gia chủ tuyệt đối phải tránh. Thứ nhất là đừng có chọn mua những cái quả đã chín. Thường thì trước đêm 30 trên bàn thờ gia tiên thì phải có mâm ngũ quả được bày biện cẩn thận. Vì thế mà các gia chủ thường là tiến hành sửa soạn cái mâm ngũ quả sớm hơn, vào ngày 29 Tết hoặc ngày 23 Tết. Có những nhà còn làm sớm hơn nữa là chọn vào ngày 27, 28 vân vân. Đó. Chính vì thế mà nếu mà chọn cái mâm ngũ quả ấy, có thể để được vài ngày thì quý vị không nên chọn mua những cái loại quả đã chín. Vì đến lúc đó thì quả có thể sẽ bị chín quá, bị héo, bị ủng trong những ngày Tết. Cái việc này thì lại là cái việc kiêng kỵ hàng đầu luôn. Không những thế, cái hoa quả đã chín nẫu sẽ thu hút nhiều cái loại ruồi muỗi nó bò đến và gì? Vô tình làm ô uế cho cái không gian thờ cúng. Khi mà sắm mâm ngũ quả thì các bạn nên chọn mua những loại quả đã già nhưng mà chưa chín. Riêng với chuối thì bạn nên mua cái nải chuối xanh để chuối đủ cứng cáp, khỏe mạnh để nâng đỡ những các loại hoa quả khác. Thứ hai là không chọn quả có gai nhọn hoặc là sần sùi. Theo quan niệm phong thủy, nếu mà gia chủ
dùng những loại hoa quả có gai nhọn như là mít, sầu riêng, dứa để thắp hương vào những ngày Tết thì có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự bình yên, đến hạnh phúc vốn có của gia đình. Đồng thời, về mặt cảm quan thì những loại quả có gai nhọn trông sẽ không đẹp mắt. Và nếu đặt chung với những cái loại hoa quả vỏ mềm khác như là xoài, táo, nho, chuối cùng với những loại quả có gai thì cái việc gì hoa quả sẽ bị sứt, bị hỏng rất dễ xảy ra. Không phải các bạn thích ăn cái loại hoa quả nào thì có thể thoải mái mà mua cái loại hoa quả ấy về dâng lên ông bà tổ tiên rồi để mình ăn. Thực ra ấy, cái quan niệm này hoàn toàn là sai lầm, đặc biệt là nếu bạn thích ăn các loại quả có gai như là sầu riêng, mít. Theo quan niệm xưa của ông bà chúng ta cũng như là theo quan niệm phong thủy thì những loại quả này không nên đặt trên bàn thờ, đặc biệt là trong những ngày Tết, sẽ ảnh hưởng đến cái sự bình an của tất cả các thành viên trong gia đình cũng như ảnh hưởng đến cái gia đạo. Và trong dịp Tết thì những gia chủ nên chọn các loại quả có vỏ trơn láng, màu sắc tươi sáng mịn màng để thờ cúng, vừa giúp cho mâm ngũ quả đẹp mắt bền hơn mà cũng không bị cái tâm lý là lo lắng về các vấn đề về phong thủy. Thứ ba là không sử dụng cái loại hoa quả giả để dâng cúng lên ban thờ gia tiên ngày Tết. Khi chuẩn bị đồ lễ để thắp hương cúng ngày mùng 1, ngày rằm cũng như là ngày Tết, bên cạnh việc chuẩn bị hương hoa thì trái cây cũng là một trong những lễ vật quan trọng. Và hoa quả cúng ngày Tết thì tuyệt đối không được dùng hoa quả giả. Theo các chuyên gia tâm linh thì gia chủ nên chọn những loại hoa quả mang cái ý nghĩa tốt lành để thắp hương vào những ngày Tết. Cái việc bày hoa quả giả trên ban thờ trong những ngày này thì vừa không có sự tôn trọng với thần linh gia tiên, lại vừa không có lợi cho phong thủy. Thứ tư là tránh những cái loại hoa quả mọc sát đất. Thì bàn thờ là cái nơi linh thiêng trong gia đình, chính vì thế những cái cúng vật dâng lên thì phải đảm bảo cái sự sạch sẽ và sự tinh khiết. Theo quan niệm của người xưa thì những loại quả mọc sát đất thì thường bị ám tà khí, uế khí. Đôi khi trong quá trình trồng cây hoặc quá trình thu hoạch lại bị người dân hoặc là các loại động vật khác dẫm đạp và xâm phạm. Chính vì thế mà các loại quả mang họ dưa như là dưa hấu, dưa gang và các loại quả họ cà như là cà chua, cà ghém v.v. thì cũng không nên dâng cúng vào trong cái dịp Tết. Thứ năm, không dùng trái cây bị méo mó. Trái cây trong những ngày Tết dùng để dâng cúng thì phải đặt cái yêu cầu về cái độ có hình thù là tròn trịa và đẹp mắt, vỏ mịn, trơn, láng, vì chúng mang cái năng lượng tốt tượng trưng cho sự suôn sẻ và thuận lợi. Ngoài ra, tròn còn tượng trưng cho trời, trời tròn, đất vuông, thể hiện được cái tấm lòng thành kính của người thờ cúng. Những loại quả méo mó, có nhiều vết sẹo, gai góc, hoặc là quả héo, hỏng là những cái loại quả sẽ mang lại cái nguồn năng lượng xấu, nguồn năng lượng tiêu cực, không nên bày trên cái bàn thờ ngày Tết. Nếu không muốn cái nguồn năng lượng này ảnh hưởng đến cái tài lộc cũng như là cái vận may của gia đình trong suốt một năm. Quý vị thân mến, dù ở miền nào thì cái mâm ngũ quả ngày Tết cũng là cái nét văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Nó thể hiện sinh động trong ý tưởng, triết lý, tín ngưỡng và thẩm mỹ. Ngày Tết, mâm ngũ quả trên ban thờ là nơi hội tụ của hồn quả, hương cây, là nét văn hóa của dân tộc với cái ý nguyện là cầu được một năm no đủ và sung túc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Nhân dịp năm mới, xin kính chúc quý vị và gia đình một năm mới sức khỏe, tài lộc và bình an. Xin cảm ơn. Khó mấy cũng phải tìm được 4 loại cây này đặt lên bàn thờ để tiền bạc may mắn ùn ùn kéo đến suốt năm mới. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, bàn thờ vốn được người Việt coi là cái thứ linh thiêng nhất trong nhà. Bởi đây là cái nơi thờ cúng tổ tiên, nơi con cháu bày tỏ cái tấm lòng thành kính với những người đã khuất. Trên bàn thờ được bày trí rất nhiều thứ, với hy vọng sẽ làm cho thánh thần tổ tiên hài lòng mà ban phát cho lộc lá đến con cháu. Chính vì vậy, việc bày cây phong thủy trên bàn thờ ngày một trở nên phổ biến, nhất là trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới đây. Điều này sẽ giúp cho gia chủ chiêu dụ được tài lộc, mời thần tài gõ cửa và may mắn cũng theo đó mà sum vầy trong căn nhà của bạn. Trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 loại cây phong thủy nghe thôi đã thấy giàu, đặt lên trên bàn thờ thì tài lộc chiếu rọi, tiền tiêu 7 đời không hết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. 4 loại cây nghe đã thấy giàu đặt lên trên bàn thờ để chiêu dụ tài lộc. Thứ nhất, cây may mắn đầu tiên mà ai cũng biết đó chính là cây kim tiền. Tiền vàng vào như nước. Ý nghĩa của cây kim tiền trong cuộc sống bắt nguồn từ cái sức sống khỏe khoắn, dẻo dai trong mọi cái điều kiện thời tiết. Nên cây kim tiền
thường được mọi người trồng để trưng bày với mong muốn đạt được cái sự mạnh mẽ, kiên cường, bất chấp khó khăn, bất chấp hoàn cảnh sống khắc nghiệt để vươn lên. Từ đó khiến cho con người luôn tràn đầy cái năng lượng, nhiệt huyết, không bị nản chí để thực hiện những cái quyết định quan trọng trong cuộc sống. Không chỉ thế, cây kim tiền còn là cái thể hiện, là cái hiện thân cho cái cuộc sống hạnh phúc, ấm no và đủ đầy. Vẻ đẹp xanh mướt, sang trọng cùng với cái tên kim tiền còn giúp cho loài cây này mang một cái vẻ đẹp của sự giàu có, thịnh vượng và màu mỡ. Có những cái ý nghĩa rất tuyệt vời dành cho các gia đình cũng như là gì, những người làm văn phòng. Vì vậy, cây kim tiền hay được mọi người trồng trang trí trong nhà hoặc là đặt nơi làm việc để nhận được những cái ý nghĩa tích cực. Đặc biệt là từ giờ đến Tết ấy, quý vị đặt cây kim tiền trên bàn thờ thì sẽ mang lại được cái lộc lá, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với gia chủ. Bây giờ chúng ta cùng xét về cái ý nghĩa của cây kim tiền trong phong thủy. Thưa quý vị, về phong thủy thì cây kim tiền là hiện thân của sự phú quý, phát tài và thâu thu cái tài lộc cho gia chủ. Đặc biệt, mỗi khi cây kim tiền ra hoa ấy, thì điều này được coi là cái sự may mắn của người trồng, bởi đây được xem là một cái dấu hiệu tốt, báo hiệu cái sự thành công đang đến gần với gia chủ. Hoa của cây kim tiền có màu trắng, tượng trưng cho cái sự tài lộc, thịnh vượng, đơm hoa kết trái, cho cuộc sống thêm no đủ, hạnh phúc và viên mãn. Mọi người thường cột lên cây kim tiền những cái sợi dây chỉ đỏ hoặc là những cái đồng tiền xu ấy, tiền xu ngũ đế để trang trí, cũng như là gì, cầu mong cho tiền tài, danh vọng, địa vị trong cuộc sống, cũng như là gì, sự giàu có trong tương lai. Những cái ý nghĩa tốt đẹp của cây kim tiền đã mang đến cho con người một cái năng lượng tích cực để luôn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, để đạt được cái thành công và đạt được những cái mục tiêu của mình. Chúng ta cùng xét đến quan niệm về cái ngũ hành tương sinh. Ý nghĩa phong thủy của cây kim tiền thích hợp với những người mệnh kim và mệnh hỏa. Những người thuộc hai cái mệnh này thì thường có cá tính mạnh mẽ và sự kiên định trong mọi vấn đề của cuộc sống. Thế nên, khi mà trưng bày cái chậu kim tiền trong nhà ấy, và nơi làm việc ấy, sẽ đem đến cho họ cái nguồn năng lượng và thuận lợi trải dài trên con đường công danh và sự nghiệp của hai người một thuộc cái mệnh này. Thưa quý vị, thì để chăm sóc cây kim tiền đúng thì cách tưới nước cho cây kim tiền cũng là điều quan trọng đấy, quyết định đến cái độ sống lâu của cây. Lượng nước tưới quá nhiều cũng sẽ làm cho cây bị úng rễ và dễ bị vi khuẩn. Đặc biệt đối với cây văn phòng ấy, thì việc tưới nước cần phải được tiết chế một cách tối đa, hoặc là một tuần một lần. Quý vị để trên trong cái không gian thờ cúng cũng vậy, nên là thường xuyên chúng ta chỉ dùng cái bình xịt, chúng ta xịt đấy nhá, để cho cây được tốt lành và lên lá, nó thấm lên lá thôi và nó sẽ thấm thấu dần xuống dưới, chứ không nên gì đổ ầu ạt xuống, nó sẽ dễ bị úng và chết cây đó. Vậy nên từ giờ đến Tết, quý vị hãy tìm cho mình một cái cây kim tiền đặt ở trong nhà hoặc đặt ở không gian thờ cúng để mang lại cái may mắn, tài lộc cho gia chủ trong cái năm mới 2024, năm Giáp Thìn sắp tới đây. Đó là cây may mắn đầu tiên. Cây thứ hai mà quý vị nên tìm ngay để đặt trong cái không gian thờ cúng, cũng ở trên bàn thờ hay là bài trí trong nhà mình ấy, đó là cây vạn lộc, giúp gia chủ phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, trong phong thủy thì cây vạn lộc tượng trưng cho cái sự may mắn với rất nhiều cái màu sắc trên lá. Cây có tác dụng là trừ tà, đem lại cái vận may và sự thịnh vượng cho con người. Nó vừa là không khí, dáng cây lại thể hiện cái sự mạnh mẽ, tràn ngập cái sức sống và cát tường cho cái người trồng cây. Cây thích hợp trưng bày ở các hộ gia đình có không gian nhỏ, hẹp, trong phòng làm việc hoặc là trong phòng thờ. Nó vừa sạch làm sạch không khí, nó lại vừa gì tô điểm thêm cái màu sắc cho không gian sống. Vì cái ý nghĩa may mắn và tài lộc thì cây được sử dụng làm quà biếu trong các dịp lễ Tết đó, hoặc là gì trong cái cuộc buổi khai trương đó. Trong phong thủy, màu đỏ là cái sắc màu của sự may mắn, là cái cơ hội tốt đẹp. Cây vạn lộc với cái sắc lá đỏ hồng, vì vậy tượng trưng cho cái điểm lành, giúp gia chủ gia tăng cái vượng khí, hút cái năng lượng tích cực đến cho những người được trồng cây. Theo người xưa thì cây còn có tác dụng là trừ tà, đem lại may mắn và thịnh vượng cho con người, nên là gì, có thể bày ở vị trí tài vị của văn phòng, cái vị trí tài lộc của mình ấy, hoặc là phòng khách, hoặc là phòng làm việc. Nó sẽ mang lại cái may mắn và tài lộc, hạn chế những điều xui rủi trong cuộc sống và trong kinh doanh. Đồng thời, đúng với tên gọi của nó, cây vạn lộc sẽ đem đến trăm ngàn cái tài lộc cho gia chủ. Những người trồng cây này thì về đường tài lộc sẽ được hanh thông, phát tài phát lộc,
tiền tài thì dồi dào và gia sản thì phú quý. Vạn lộc ra hoa là một cái tin tốt, báo hiệu một cuộc sống phú quý giàu sang. Hoa nở thì gì? Nó sẽ mang lại cái hạnh phúc đấy. Cây vận lộc thì hợp mệnh gì? Thưa quý vị, cây vận lộc thì màu sắc của nó là chủ đạo là màu hồng, màu đỏ, nên là phù hợp với những người mệnh hỏa và những người mệnh thổ. Đây là cái màu sắc bản mệnh của cái cây này. Người mệnh hỏa có tính cách là nồng nhiệt, sôi nổi và ấm áp như cái ánh lửa vào giữa đêm đông. Họ tự tin và thích dấn thân vào những cái thứ mạo hiểm, rủi ro để đạt được cái mục đích sống như mong muốn. Đường tài vận, công danh, sự nghiệp của những người mệnh này cũng rất thuận lợi và êm đẹp. Nhưng về khía cạnh nào đó thì vì quá cuồng nhiệt nên họ lại dễ bốc đồng với đồng nghiệp hay là gì, với bạn bè hay là với những người trong gia đình. Lửa có thể thiêu cháy mọi thứ, làm mọi thứ bị lụi tàn. Lửa cũng có thể là thiêu hủy tiền tài, danh vọng. Nên những người có mệnh hỏa ấy, có khả năng kiếm tiền nhưng mà tiêu xài cũng rất hoang phí, dẫn đến là gì, lúc nào cũng trong cảnh túng thiếu. Nói chung ấy, khi trồng cây vận lộc ấy, thì quanh năm cây vận lộc sẽ mang lại may mắn với những người mệnh hỏa, giúp cho họ thăng tiến trong cái sự nghiệp. Cây đỏ gặp mệnh hỏa là lưỡng hỏa thành viên, tạo nên một cái sức nóng mãnh liệt sẽ không ai bị kịp đó. Hỏa lưỡng hỏa, hỏa diệt, nên là người mệnh này khi trồng cây vạn lộc cần phải chú ý chọn chậu màu trắng, màu xanh dương hoặc là gì, màu đen để khắc chế bớt. Tuy nhiên, cái màu sắc của chậu không được lấn át cái màu nổi bật của cây vì sẽ phạm phải những cái đại kỵ trong phong thủy. Thì ngoài ra ấy, những người mệnh hỏa theo ngũ hành tương sinh thì mệnh thổ cũng là khá phù hợp. Thì để trồng cây này, những người mệnh kim và mệnh mộc thì tuyệt đối không nên trồng cây vạn lộc vì nó sẽ gặp những chuyện xung khắc. Quý vị có thể chọn cây khác cắt lành hơn. Riêng về với những người mệnh thủy, nếu mà muốn trồng cây vạn lộc ấy, thì quý vị nên sử dụng cái chậu thủy sinh nhé, để trang trí vài thêm một viên xoài trắng nữa thì nó cũng mang lại cái sự may mắn và đẹp đẽ, sạch sẽ trong không gian thờ cúng cũng như là trên không gian sống của chúng ta. Về cách chăm sóc cây vạn lộc thì cây vạn lộc chịu được cái độ sáng đấy, độ chiếu sáng là tối đa là 50%. Nếu mà vượt quá ngưỡng này thì tình trạng lá đốm sẽ xuất hiện, lá khô héo dẫn đến là chết cây. Độ ẩm phù hợp nhất là 50-70%, cây sẽ sinh trưởng bình thường và phát triển khá là tốt. Khi có sự thay đổi về nhiệt độ đột ngột, cây sẽ bị gì, căng thẳng và dẫn đến là gì, kém phát triển, còi cọc. Cây hút nước mạnh nên là quý vị nên tưới nước vào mỗi ngày, vào buổi sáng sớm và buổi chiều muộn, mỗi ngày ít nhất 1-2 lần. Đó. Vì là loài cây lá có nhiều màu sắc khác nhau, có nhiều sắc tố khác nhau, nên nơi đặt chậu ấy cần ít nhất 2-3 giờ ánh sáng tự nhiên. Khi mà trưng cây trong cái phòng ấy thì quý vị nên mang cây ra phơi nắng ít nhất 1 tuần 1 lần, nếu mà để cây ở phòng lạnh, để cho cây luôn được tươi tốt và mang lại được cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Đó là cây thứ hai, đúng không ạ? Và cây thứ ba chúng ta xét đến đó là chính là cây phú quý. Cây phú quý mang đến cái sự giàu sang nhung lụa cho gia chủ. Thưa quý vị, từ giờ đến Tết thì quý vị hãy gì chọn cho mình một cây phú quý trưng trong nhà hoặc là trưng trong không gian thờ cúng. Theo quan niệm của phong thủy ấy, cây phú quý sẽ mang lại cái sự may mắn, giàu sang, phú quý. Đúng như cái tên gọi của nó, cây phú quý thì có thân màu trắng hồng, lá màu xanh bóng, đôi khi nó ửng vàng, viền ngoài của lá có màu đỏ chạy bao quanh, mang cái ý nghĩa của sự giàu sang và ý thức cầu tiến trong cuộc sống. Trên thế giới, tên khoa học của cây phú quý có nguồn gốc từ Hy Lạp, mang ý nghĩa là sáng, đẹp. Còn ở phương Đông ấy, gọi cây này là cây phong thủy. Cây phú quý mang cái ý nghĩa may mắn, tốt lành. Vì vậy, cây phú quý được nhiều người lựa chọn, trồng và mua tặng nhau trong những dịp lễ Tết, giỗ, chạp hoặc là những dịp mừng thọ, mừng khai trương, với lời chúc là phú quý thịnh vượng cho gia chủ. Xét về mệnh ấy, thì cây phú quý có màu đỏ được xếp vào hành hỏa. Theo quy luật tương sinh ấy, thì cái ngũ hành của cây ấy, thích hợp với những người thuộc hành hỏa hoặc là hành thổ. Vì là gì? Hỏa sinh thổ. Có rất nhiều người, đặc biệt là dân kinh doanh ấy, rất quan tâm đến cái yếu tố phong thủy trước khi quyết định trưng bất kỳ cái cây nào trong nhà, bởi họ tin rằng nó sẽ làm mình may mắn hoặc là gì, lụi bại. Cách chăm sóc cây cũng khá đơn giản đấy. Quý vị cung cấp cái ánh sáng đầy đủ cho cây phú quý. Nói chung cây phú quý thì cũng thuộc cái dòng cây mà ưa bóng râm, nó sống tốt ở dưới ánh sáng khuếch tán hoặc là gì, trong cái điều kiện ánh sáng đèn huỳnh quang thì nó cũng sống được. Do đó, người ta thường trồng cây phú quý trong nhà hơn là ở ngoài vườn. Tuy thế,
Để cây có màu lá đẹp thì một tuần quý vị cũng nên là gì, mang ra phơi nắng 1-2 lần. Đấy. Vào cái buổi sáng sớm trước 10 giờ sáng, tuyệt đối tránh cái ánh nắng gay gắt vào buổi trưa vì có thể sẽ làm cháy lá cũng như là làm chết cây. Thì ngoài cái ánh sáng ra ấy, thì cũng cần lưu ý đến cái nhiệt độ và cái độ ẩm của môi trường trồng cái cây phú quý. Cây vẫn sống tốt trong cái môi trường điều hòa với cái nhiệt độ lý tưởng từ 15 đến 30 độ C. Nhiệt độ cao quá hoặc thấp quá thì cây cũng khó có thể phát triển được. Quý vị tránh trồng cây ở nơi có lửa hoặc là nhiệt độ cao như là gần bếp nấu v.v. Về việc bổ sung dinh dưỡng cho cây thì dù bạn trồng cây phú quý ở trong đất hay là trồng cây phú quý thủy sinh thì cũng cần bổ sung dinh dưỡng cho cây định kỳ. Đối với cây phú quý trồng ở đất thì quý vị có thể là gì, sử dụng phân bón NPK để chúng ta bón cho cây hoặc là tưới cho cây. Đó. Còn cây phú quý trồng thủy sinh thì quý vị cũng nên là gì, một tuần nhỏ một ít dung dịch chất dinh dưỡng để cho cây phát triển được tốt hơn. Đó là bốn loại cây mang lại may mắn tài lộc mà từ giờ đến Tết quý vị nên tìm để gì trưng trong nhà cũng như là gì đặt trong cái không gian thờ cúng để cho được gì may mắn và bình an. Quý vị thân mến, mỗi gia chủ mang một con giáp cùng mệnh khác nhau sẽ hợp với một hoặc là một vài loài cây phong thủy khác nhau, và để giúp hỗ trợ cho cái thiếu sót của mình đấy, bổ sung cái vượng khí và nâng cao cái tài lộc may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Đồng thời, cây phong thủy hợp tuổi còn giúp phát huy cái điều tích cực của bản thân đấy. Trong phần tiếp theo, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại cây có tác dụng tuyệt vời giúp chiêu dụ cái tài lộc và có ý nghĩa may mắn trong phong thủy. Xin mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thứ tư là cây phát tài. Thưa quý vị, mang đến cái sự đại cát đại lợi thì cây phát tài hay là còn gọi là cây phát dụ ấy, là cái loài cây có sức sống mãnh liệt. Nó phát triển được trong nhiều cái điều kiện môi trường khác nhau, thậm chí là cả những môi trường khắc nghiệt thì thân cây vẫn luôn giữ được cái dáng đứng thẳng và hiên ngang. Do đó, cây được ví như cái nguồn năng lượng mạnh mẽ, bất diệt để mang lại tiền tài và may mắn cho cuộc sống của gia chủ. Thưa quý vị, năm yếu tố trong ngũ hành mà một cây phát tài cần có, đúng không? Thì để phát tài đem lại được cái sự may mắn cho gia chủ thì ngoài cái sự thành tâm của gia chủ ấy, cũng cần phải chú ý đến các yếu tố như sau. Và để cây phát tài được mang lại được đầy đủ cái may mắn, cái tài lộc, cái thịnh vượng thì chúng ta cũng cần phải đáp ứng đầy đủ cái yếu tố ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, như là trồng cây, trậu cây, chế độ chăm sóc, nước bón như thế nào, đúng không? Vân vân đó. Sau đó, cái việc chọn cây hợp tuổi là rất quan trọng. Với cây phát tài như vậy thì trong phong thủy, cây phát tài là cây phong thủy hợp với những người tuổi Tuất. Khi mà trồng cây này thì sẽ mang lại những cái điều may mắn, êm ấm và hạnh phúc cho những gia đình có người tuổi Tuất. Với bản thân những người tuổi Tuất ấy, thì họ còn nhận được cái sự may mắn về con đường sự nghiệp. Còn nếu mà kinh doanh thì sẽ nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Vị trí đặt cây phát tài hợp phong thủy thì ngoài việc quan tâm đến cái con giáp hợp tuổi với cây, các bạn cũng nên tìm cái vị trí đặt cây ở đâu để chiêu tài lộc, chiêu may mắn. Dẫu biết rằng cái thành công trong cuộc sống chủ yếu là dựa vào cái năng lực của bản thân, nhưng mà không thể nào mà thiếu đi một chút cái may mắn. Và ai cũng mong muốn nhận được cái sự may mắn đến về phía mình. Với những người làm văn phòng ấy, thì người ta sẽ đặt cây ở vị trí bàn làm việc để mỗi ngày nhìn ngắm cây sẽ giúp họ tự tin hơn về một ngày may mắn đang ở bên cạnh họ. Gia chủ thường đặt cây ở hành lang hoặc là ở phòng khách, ở nơi tâm linh trong ngôi nhà hoặc là ở trung tâm của ngôi nhà để thu hút cái sự may mắn về những thành công cho những thành viên trong gia đình. Về cái hướng đặt cây ấy, thì khi mà lựa chọn đặt cây thì các bạn nên chọn đặt cây ở vị trí đông nam. Bởi theo quan niệm phong thủy ấy, cây thuộc hành mộc. Nếu mà đặt ở hướng này thì sẽ giúp mang lại cái may mắn cho cái không gian, nó được bình yên, đem tiền bạc, hạnh phúc, tài lộc đến cho gia chủ, giúp tinh thần của gia chủ cũng luôn được thoải mái, thư thái và có năng lượng dồi dào. Còn khi các bạn đặt cây ở hướng bắc ấy, nó sẽ giúp cho cuộc sống, công việc gặp nhiều cái may mắn thuận lợi, suôn sẻ, bình an. Cây không thích hợp đặt ở hướng tây vì hoặc là hướng tây nam, là hai hướng này thuộc kim thì nó sẽ không tốt. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên đặt cây ở vị trí thoáng mát, nơi có nhiều cái ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, bạn không nên đặt cây ở nơi có quá nhiều ánh sáng mặt trời, nó sẽ làm cho cây bị héo úa. Quý vị cũng nên đặt cây ở những nơi sạch sẽ, tránh những cái nơi có mùi hôi, mùi hám như là gần máy giặt, gần tủ lạnh vân vân. Đó. Thưa quý vị, như vậy là trồng cây phong thủy là một cái bí quyết quan trọng để ngôi nhà có được cái vận khí
vượng khí ngập tràn và may mắn, tài lộc nó ùn kéo đến, giúp cho các bạn có được cái tâm trạng là tích cực và luôn tỏa ra cái năng lượng tích cực, sẵn sàng chinh phục những cái thử thách trên con đường làm giàu của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.